đối thủ trượt dốc, giá gạo Việt xuất khẩu neo cao, đắt nhất thế giới. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam những ngày gần đây vẫn đang neo cao và đắt nhất thế giới. Trong khi đó, giá gạo cùng loại của đối thủ cạnh tranh là Thái Lan và Pakistan lại lao dốc. Dữ liệu từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam, VFA, cho thấy, sau vài phiên giảm từ đỉnh 643 USD mỗi tấn thiết lập ngày 31 tháng 8, những ngày gần đây, giá gạo 5% tấm xuất khẩu của nước ta neo ở mức 613 USD mỗi tấn. Gạo 25% tấm cũng ổn định ở mức giá 598 USD mỗi tấn. Trái với xu hướng ổn định và neo ở mức cao của gạo Việt Nam, giá gạo của các đối thủ cạnh tranh lại tiếp đà giảm mạnh. Cụ thể, sau khi tăng vọt lên mức 651 USD mỗi tấn, gạo 5% tấm của Thái Lan quay đầu lao dốc. Ngày 4 tháng 10 về mức 586 USD mỗi tấn, gạo 5% tấm giảm còn 538 USD mỗi tấn. Tương tự, gạo 5% tấm và 25% tấm của Pakistan cũng trượt dốc, lần lượt về mức 558 USD mỗi tấn và 498 USD mỗi tấn. Trong top các quốc gia xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới, gạo Việt Nam đang có giá cao nhất. Trong đó, giá gạo 5% tấm của Việt Nam cao hơn hàng cùng loại của Thái Lan 29 USD mỗi tấn, hơn hàng của Pakistan 55 USD mỗi tấn. Giá gạo 25% tấm cũng cao hơn gạo cùng loại của Thái Lan 60 USD mỗi tấn, hơn gạo Pakistan 100 USD mỗi tấn. Thông tin từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, tính đến hết tháng 9 năm nay, xuất khẩu gạo của nước ta ước thu về 3,66 tỷ USD, tăng 40,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá gạo bình quân đạt 553 USD mỗi tấn, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2022, có thời điểm lên đến gần 650 USD mỗi tấn. Không chỉ trúng giá, năng suất lúa bình quân của nước ta đạt 62,6 tạ mỗi hecta, tăng 1,6 tạ mỗi hecta so với năm ngoái. Đến hết tháng 9, sản lượng lúa thu hoạch 33,6 triệu tấn, tăng 1,4%. Tại vựa lúa gạo đồng bằng sông Cửu Long, người nông dân đang thu hoạch lúa thu đông và bán với giá từ 8.000 đến 8.600 đồng mỗi kg ngay tại ruộng. Vụ này, người trồng lúa thu lợi nhuận gấp đôi so với vụ cùng kỳ năm ngoái do trúng mùa, trúng giá. Chuyên gia ngành lúa gạo nhận định, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam trong những tháng cuối năm sẽ neo cao vì nguồn cung gạo toàn cầu vẫn thiếu hụt. Đặc biệt, Philippines, khách hàng lớn nhất của gạo Việt, đã dỡ bỏ trần giá gạo sau một tháng áp dụng cũng giúp gạo Việt Nam xuất khẩu sang thị trường này thuận lợi hơn. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho biết, xuất khẩu gạo năm nay trở thành điểm sáng của ngành nông nghiệp. Với sản lượng lúa hiện nay, nước ta có thể xuất khẩu khoảng 7,8 triệu tấn gạo trong năm 2023, kim ngạch dự kiến thu về trên 4 tỷ USD.